Mỗi lần khi ra ngoài tìm kiếm thức ăn, người cha sẽ rắc sẵn cát mịn trên đường trước, vì như vậy đi lại mới yên tĩnh. Chỉ có điều, họ hoàn toàn không ngờ rằng, khi vừa mới tìm kiếm thức ăn, cậu con trai út đi cuối đã tiện tay cầm đồ chơi. Đó là đồ chơi điện có tiếng độc. Biểu cảm của người cha lập tức cứng đờ. Ông bất chấp tất cả lao tới. Cùng lúc đó, có bóng hình lướt qua khu rừng, có thể nhận ra nó nhất định rất khủng khiếp. Người mẹ vội vàng bịt miệng, không dám phát ra âm thanh. Đây là vùng đất im lặng, đảm bảo yên tĩnh tuyệt đối, chính là nguyên tắc sinh tồn duy nhất. Cả thế giới đã bị một loại quái vật xâm chiếm. Chúng không có thị giác, nhưng thính lực rất mạnh, săn bắt động vật sống nhờ âm thanh. Cái chết của cậu con trai út khiến cả gia đình càng cẩn thận hơn. Từng góc nhà đều được lắp đặt camera giám sát, luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Nhưng yếu tố bất khả kháng lớn nhất vẫn xuất hiện. Người mẹ đã mang thai, nó giống như một quả bom định giờ, đến lúc đó sẽ gây ra tai họa cho cả gia đình. Để an toàn đón chào sinh mệnh mới này, người mẹ thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của mình, lên kế hoạch dự sinh, còn chuẩn bị hộp gỗ cách âm cho em bé, tránh tiếng khóc của đứa trẻ thu hút quái vật. Tuy nhiên sự cố vẫn xảy đến. Khi con trai cùng ba ra ngoài bắt cá, giữa đường họ bắt gặp một ông lão. Bên cạnh ông lão là một thi thể, là người vợ đã bị quái vật ăn thịt. Trong ánh mắt ông tràn ngập sự tuyệt vọng, ông đã không còn ý niệm sống. Dường như người cha đã đoán được đối phương định làm gì, vội bảo ông đừng phát ra tiếng động, nhưng vẫn không thể ngăn cản quyết tâm tự tử của ông lão. Người cha ôm con trai bỏ chạy, trốn phía sau gốc cây cách đó không xa. Anh bịt miệng con, để cậu bé không phát ra tiếng động. Quái vật nghe thấy tiếng động lập tức lao tới tấn công ông lão, xé vụn đối phương thành nhiều mảnh. Gần như cùng thời điểm đó, người mẹ cũng gặp nguy hiểm, cô ấy chảy nước ối. Người mẹ cố gắng nhẫn nhịn cơn đau, di chuyển xuống tầng hầm. Chỉ có điều cô không hề hay biết, dưới chân mình có một chiếc đinh. Cô đã phát ra âm thanh, sự xuất hiện của quái vật chỉ còn là vấn đề thời gian. Người mẹ bước xuống tầng hầm, đèn tín hiệu lóe sáng. Vừa quay người, một con quái vật đã xuất hiện trên lầu. Cô cố gắng điều chỉnh hơi thở, không để mình phát ra tiếng động. Cô cầm đồng hồ báo thức, chỉnh thời gian, quay người trốn trong góc. Quái vật đã xuống tới nơi, nhưng bị tiếng chuông báo thức thu hút. Nhân cơ hội đó, người mẹ chạy lên tầng, vừa định rời khỏi nhà, thì bên ngoài lại xuất hiện một con quái vật khác. Cô đành trốn vào nhà tắm. Người mẹ nằm xuống bồn, nhưng tiếng thở của cô lớn như vậy, quái vật ắt sẽ tìm thấy cô trong chớp mắt. May mà người cha và em trai đã quay lại, thấy đèn đỏ lóe sáng, anh vội bảo con trai ra ruộng ngô đốt pháo hoa chuẩn bị sẵn để dẫn dụ quái vật, còn mình đi lấy súng. Cậu nhóc chạy một mạch đến ruộng ngô, đốt dây dẫn, khoảnh khắc pháo hoa bừng sáng, cô mới hét lên đau đớn. Người cha lập tức cầm súng xông vào trong. May mắn là vợ anh còn sống, người cha đeo bình dưỡng khí cho con, đặt con trong hộp gỗ cách âm. Sau khi sắp xếp hai mẹ con nghỉ ngơi, anh lập tức ra ngoài tìm kiếm hai chị em, nhưng anh không để ý rằng quái vật đã phá hỏng ống nước trong nhà. Cùng lúc ấy, chị gái phát hiện nhà bắn pháo hoa nên đã chạy về. Khi ngang qua ruộng ngô, phát hiện em trai đang run rẩy trốn trong đó. Hóa ra sau khi đốt pháo hoa, quái vật đã bị dụ tới đây. Giờ đâu đâu cũng là nguy hiểm, chỉ hơi bất cẩn một chút sẽ bị quái vật ăn thịt. Để giữ an toàn, hai đứa trẻ đành trèo lên kho lương thực, đốt lửa đợi cha đến cứu. Phía bên kia, người mẹ dưới tầng hầm cũng đang ở cùng quái vật. Lúc này, nơi đây đã ngập nước, mực nước không ngừng dâng cao. Cô đành âm thầm thò chân xuống, từ từ di chuyển, ôm con trai. Tiếng động đã thu hút quái vật, người mẹ dè dặt lùi về sau, thu mình một góc. Trong lúc nguy cấp, cậu con trai ngồi trên kho lương thực hụt chân, rơi xuống đống ngô bên dưới. Cậu bạt mạng dãy giụa. Tiếng động đã thu hút quái vật ở trước mặt người mẹ. Cô được an toàn, nhưng con trai lại gặp nguy hiểm. Cậu càng cựa quậy, ngô càng chảy xiết như cát. Chị gái thấy em trai sắp bị nhấn chìm, bất chấp tất cả nhảy theo. Cô đẩy tấm sắt về phía em, nên mới cứu được cậu. Chỉ có điều, nguy hiểm lớn hơn cũng đang cận kề hai người. Người cha đang tìm kiếm hai chị em trong ruộng ngô. Dương mắt nhìn, một con quái vật đang lao thẳng đến kho lương thực. Hai chị em nghe thấy tiếng động, biết quái vật đã đến. Trong kho lương thực kín mít này, tiếng thở của họ chắc đã đạt đến tần suất cảm ứng của nó. Quái vật lần theo âm thanh và nhảy xuống. May mà ngô rất công bằng, dù là quái vật cũng di chuyển rất khó khăn. Hai chị em vội dùng tấm sắt chống đỡ. Trong lúc nguy cấp, hình như có thứ gì đó đã kích thích quái vật, nó gầm lên vài tiếng rồi tháo chạy. Nhân cơ hội ấy, hai chị em trèo ra ngoài, gặp được người cha đang tìm kiếm mình. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa dừng lại, trong ruộng ngô vẫn vọng tới tiếng hét của lũ gớm ghiếc kia. Người cha bảo các con trốn vào xe, còn mình cầm rìu phòng thân. Đúng lúc này, thấy cha bị đánh bay, cậu con trai không kìm được hét lớn, ba ơi. Âm thanh kinh động quái vật, nó lập tức lao tới. Đối với nó, chiếc xe bán tải chẳng khác gì đồ chơi. Hai chị em bị kẹt bên trong, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này, người cha bịt vết thương, nghiến răng đứng dậy. Anh biết một người cha nên bảo vệ các con. Anh nhìn con gái, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với con, ba mãi yêu con. Cô con gái lắc đầu bật khóc, nhưng vì các con của mình, người cha đã hạ quyết tâm.
Tối hôm ấy, cả gia đình chào đón thành viên mới, nhưng cũng đồng thời mất một thành viên. Ba mẹ con ôm nhau rơi nước mắt, người mẹ đưa các con trốn dưới tầng hầm. Chỉ có điều, nguy hiểm vẫn chưa buông tha cho họ. Quái vật lại xuất hiện, nó tìm kiếm khắp nơi. Mỗi khi nó lại gần nửa bước, âm thanh tần số thấp mãnh liệt khiến nó rất khó chịu. Lúc này, cô con gái mới nhận ra, là máy trợ thính của mình. Cô bừng tỉnh, giống như người cha từng nói với cô, quái vật nhất định có nhược điểm. Cô giơ máy trợ thính chĩa về phía micro. Âm thanh tần số thấp được cường hóa khiến quái vật đau đớn co giật. Người mẹ nhanh chóng nắm lấy cơ hội, giơ súng bắn. Từ sau khi thảm họa xảy ra, đây là lần đầu tiên họ thấy quái vật chết, còn do đích thân người mẹ tiêu diệt. Nào ngờ, đúng lúc ấy, quái vật xung quanh nghe thấy tiếng gầm rú. Thông qua camera giám sát, họ phát hiện hai con quái vật đang lao về phía căn nhà. Cô con gái tăng tần suất lên mức cao nhất, rồi cầm microphone. Gương mặt người mẹ cũng tỏ ra rất kiên quyết.